Sáng nay, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh Kon Tum phối hợp với Công an thành phố Kon Tum đã làm việc với một người phụ nữ 29 tuổi, trú tại phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum để xác minh, làm rõ và xử lý hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Trước đó, vào ngày 4 tháng 8 năm 2020, người này đã đăng tải lên Facebook cá nhân của mình với nội dung "Con nhỏ Đắc Hà xét nghiệm lần 2 dương tính rồi". Nội dung này đã nhận được rất nhiều lượt bình luận, chia sẻ và gây hoang mang trong dư luận, nhất là trên địa bàn huyện Đắc Hà và thành phố Kon Tum. Tại cơ quan công an, người phụ nữ này đã thừa nhận do thiếu hiểu biết và chủ quan không chịu tìm hiểu xác minh lại thông tin thấy được trên mạng xã hội, nên đã vội vàng đăng tin gây tâm lý hoang mang lo lắng trong quần chúng nhân dân. Sau khi làm việc với cơ quan công an, tôi rút ra kinh nghiệm. Sau này đăng tin không được đăng thông tin không đúng sự thật, chỉ tin vào những thông tin do báo, công an, bộ y tế. Tôi khuyên mọi người nên tìm hiểu trước khi đăng một thông tin gì lên Facebook. Hiện vụ việc đang được cơ quan an ninh củng cố hồ sơ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.